Thưa quý vị, trong chương trình lần trước, huấn luyện viên của chương trình đã giới thiệu và hướng dẫn kỹ thuật hất phải trong môn bóng bàn. Trong chương trình tuần này, huấn luyện viên Hoàng Quốc Việt, câu lạc bộ bóng bàn thầy và trò thành phố Hưng Yên sẽ tiếp tục hướng dẫn kỹ thuật hất trái. Mời quý vị cùng theo dõi. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn hai em cái kỹ thuật nâng cao hất của tay trái trên bàn. Thứ nhất là mình phải tư thế là mình phải chân trước chân sau, trọng tâm này, đổ người về phía trước này, trùng người, trọng tâm trùng người. Đấy. Tư thế chân trước chân sau và đổ người về phía trước. Đấy. Bước nếu mà tay trái thì bước chân trái lên, ngoắc chân cổ tay. Đấy, nếu mà chân phải thì ngược lại. Yêu cầu cái kỹ thuật hất của tay trái này là phải dùng đến lực cổ tay trên bàn. Tốc độ, kỹ thuật mềm mại và điểm rơi của quả bóng. Kỹ thuật hất cổ tay trái trên bàn thì con phải bước chân phải lên. Đấy, đúng rồi. Con ngửa mặt vào, quặp tay vào trong. Hất. Đúng rồi. Đó, con làm thử nào. Cánh tay này co vào. Đúng rồi. Đổ người về phía trước một chút. Thực hiện. Đúng rồi. Đúng rồi. Bật hẳn sang ngang. Đấy. Đúng rồi. Tốt. Tác động lực của tay này, cái cánh tay này. Đấy. Thì khi mình tạo lực này thì nó có nhiều xoáy và nó chuẩn xác hơn, nhanh hơn. Nào, làm lại nào. Đúng rồi. Đúng rồi. Hai chân trùng xuống nào, đổ người về phía trước nào, chân phải bước lên, chân phải bước. Đúng rồi, cổ tay con này này, này. Quặp vào, cho vào trong lòng bàn tay, bụng ngoáy lên, ngoáy ra nào, mềm mại. Đúng rồi nào, đấy là giật rồi, con phải ở trên bàn này này, ngoáy này như trên nào, nào. Nào, con di chuyển bật sang ngang. Từ từ, cứ nhịp nhàng thôi, đứng đuôi ra làm chút nào. Nào, bật sang một nhịp, đúng rồi, không bước lên. Chậm lại nào. Dứt khoát lên nào. Bật di chuyển vào mũi chân. Nhanh nhẹn lên nào. Bây giờ thầy hướng dẫn vào với bóng để các em làm theo nhé. Đấy. À.
rồi. Đúng rồi. Bước chân lên nào. Đúng rồi, con phải bước chân lên. Tốt. Đúng rồi. Tốt. Chân bước lên. Chậm thôi nào. Ma sát nào, chậm lại, bước nào. Đúng rồi. Chậm nào. Đổ cái người trọng tâm rộng ra nào. Đấy. Tốt. Đấy, con thấp cái người xuống, con mới ngửa mặt vào. Đúng rồi. Tốt. Tốt. Đúng rồi. Nào, bước chân lên. Đúng rồi. Cao cái người lên. Đúng rồi. Đổ người về phía trước. Đúng rồi. Tốt. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, dứt khoát cái cổ tay lên. Đúng rồi, ma sát. Đúng rồi. Tốt. Chậm lại nào. Đúng rồi, ngửa mặt vọt ra. Tốt. Rồi. Chậm thôi nào. Đúng rồi. Chậm thôi. Ma sát lên nào. Đúng rồi. Cao cái người lên nào. Đúng rồi. Đổ người về phía trước. Tốt. Wow. Tốt. Wow. Tốt. 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 Đúng rồi. Rồi. Tốt. Rồi. Đã di chuyển đi. Tốt.